Văn ơi Văn à, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Văn ơi Văn à, được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube của Học Văn Chị Hiên. Văn ơi Văn à là nơi chúng mình cùng chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện về tình yêu văn, về những khó khăn và cả những câu chuyện thầm kín của các bạn nhỏ trên con đường nuôi dưỡng và chinh phục niềm đam mê đối với môn văn. Trong số phát sóng đầu tiên này, chị đã nhận được những bức thư tâm tình từ các bạn nhỏ gửi đến Văn ơi Văn à. Hãy cùng lắng nghe nhé! Bức thư đầu tiên đến từ một bạn nhỏ giấu tên. Bạn ấy có chia sẻ rằng: Văn ơi Văn à, đối với mình, Văn vừa là môn học, vừa là một người bạn. Có thể nói rằng, mình chưa bao giờ mất đi sự tâm huyết đối với môn học yêu thích của mình, ngữ văn. Mình đã đặt rất nhiều niềm tin vào bạn trong mỗi kỳ thi, bởi đây là một trong những bộ môn năng khiếu mà mình học được. Đôi khi, có những lần mình có gặp những khó khăn nho nhỏ trong việc học văn, nhưng đó lại là một trải nghiệm mà mình sẽ ghi nhớ mãi. Mong muốn lớn nhất của mình đó chính là được cầm trên tay tấm giấy khen về thành tích học tập của môn văn. Và mình cũng thực sự muốn bản thân mình có thể học tốt môn văn hơn để phát triển cách diễn đạt, lối hành văn trong các kỳ thi cũng như trong đời sống. Mình với bạn cũng có hơi kỹ tính và cầu kỳ hơn so với môn khác, cũng là bởi vì mình đặt niềm tin rất nhiều vào bạn. Trong suốt 9 năm đi học, văn luôn là bộ môn mà mình ưu tiên nhất và tâm đắc nhất. Mình có thể cảm nhận được trong bạn chứa rất nhiều điều hay và ý nghĩa, cho nên mình rất muốn đồng hành cùng bạn trên suốt quá trình học tập của mình. Văn, một người bạn mà mình sẽ mãi mãi gắn bó và không bao giờ từ bỏ sự đam mê, yêu thích của mình dành cho bạn. Bức thư thứ hai đến từ bạn Alice. Văn ơi Văn à, khoảng thời gian kể từ khi tôi phát hiện ra bản thân thật sự có niềm đam mê, có niềm tin và tình yêu với văn tới nay có thể chưa phải là một đoạn đường dài trên con đường tôi chọn. Nhưng tôi mong rằng ta có thể gắn bó với nhau lâu hơn nữa, dài hơn nữa. Cuối cùng, tớ chỉ muốn nói cảm ơn cậu đã lựa chọn tớ để cùng cậu bước đi và hay hứa sẽ cạnh bên nhau thật lâu nhé. Học văn thật khó, nhưng mà thật vui. Yêu văn thêm chút là làm được thôi. Đúng như vậy đấy, chỉ cần chúng mình giữ trong mình tình yêu thì chị tin chắc rằng không gì có thể làm khó được các bạn. Hãy giữ trong mình tình yêu và sự đam mê của chính mình. Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực. Và chúc cậu sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong tương lai nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chuyên mục Văn ơi Văn à cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé. Bye bye!